Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com/đồgỗlucien. Kính thưa quý vị, lúc này đang là buổi tối ngày 27 tháng 11 năm 2017. Và cách đây vài hôm thì chúng tôi cũng mới cho một bác ở Hoài Đức. Bác đã ký cái bức tranh tranh quê xưa. Và đến ngày hôm nay chúng tôi đã dựng lên thành khung được một cái bức y chang như vậy. Thì đục là đục hai bức cùng một lúc. Nhưng mà bức kia thì đã có chủ rồi, và bây giờ còn bức này nữa. Đây là hình ảnh đang quay tại xưởng trên một trạm của chúng tôi. Đây là những cái phần khung. Và đây là bà chủ của tôi. Và đây, quý vị cứ tiếp tục theo dõi cái trang của tôi, thỉnh thoảng xong cái tranh nào chúng tôi lại đưa lên. Alo. Dạ vâng. Đấy, anh nói đi. Dạ, bên em thuộc về huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân ạ. Vâng. Rồi. $4,500 một ghế, còn cái ghế chân mập là $3,500. Vâng, cái ghế chân mập là chân 6 phân, còn ghế Louis thì nó phải 7,5 đến 8 phân, giọng nó lớn lắm. Vâng. Và các quý vị nhắc lại một chút là đây là có mái đình cây đa, rồi các cái cảnh đó là ngư tiểu canh mục củ cả, tức là có ông gánh củi này, có người câu cá đánh chài lưới này, ở đây mấy người đánh câu cá luôn. Nhưng mà đây là chưa xong, chúng tôi còn chưa đánh giáp, chưa tỉa, cho nên quý vị nhìn thấy là những cái nơm cái thứ này nó chưa có nan. Còn đây là có bác đi cày này, đây là đúng là cày không phải bừa. Lại có cháu đang chăn trâu thổi sáo, rồi có bác này thì đang cày xong một vài luống rồi đang nghỉ uống lá uống nước muối với cả điếu cày đây, đang phà ra cái khói đây. Ở trên kia thì bà con thì cấy, có người mỏi lưng quá đứng dậy rồi, có người đang lom khom cấy. Tóm lại là rất sinh động, nhưng mà đây là vẫn chưa có đường tỉa, cho nên quý vị thấy nó chưa, bức tranh nó chưa đầy đủ, nhưng mà nó gần xong để giới thiệu dần luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số ở trên màn hình. Đây. Facebook là 0984666999 và Zalo Viber là 0967666111. Tạm biệt quý vị.